Chuyện chiến lang ở rể, Lê Văn Vân. Chương 1021, rốt của cậu là loại người gì? Trên mặt Lê Văn Vân mang theo ý cười, nhìn một lượt trong phòng. Lâm Nhã nhìn Lê Văn Vân đứng ở cửa, cô biết xung quanh mình có rất nhiều người, nhưng Lê Văn Vân đứng ngay ở đó, trong lòng cô bỗng tràn ngập cảm giác an toàn. Bên cạnh, Lâm Mậu thời nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu câm miệng cho tôi, Lê Văn Vân, tiền đâu? Nếu cậu không lấy ra đây, tôi sẽ ra tay. Lê Văn Vân nhìn Lâm Mậu Thời, thở dài một hơi nói, lần trước nể tình ông là bố ruột của Lâm Nhã nên tôi không đưa ông đi, lần này. Ông lại dám làm ra chuyện quá đáng hơn, vậy thì. Tôi không cần thiết phải giữ ông lại làm gì, Lâm Nhã, tôi đưa người đàn ông này đến một nơi, sống hay chết cô đều không quản chứ. Không quản, người này chính là cặn bã, Lê Văn Vân, anh không biết mấy tháng qua ông ta quấy giày tôi và mẹ tôi thế nào đâu. Lâm Nhã đáp câm miệng, Lâm Mậu thời kề lưỡi dao lên cổ Lâm Nhã, sau đó mới nhìn chằm chằm Lê Văn Vân nói, tôi đếm đến ba, nếu cậu không đưa tiền ra đây tôi sẽ giết cô ta. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ông lại làm ra chuyện không bằng cầm thú này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thật không dám tin trên thế giới này còn có người tiện như ông đâu. Lê Văn Vân từ từ thở hắt một hơi rồi mới bước vào trong phòng một bước. Cậu đứng lại đó cho tôi, không được tiến vào, Lâm Mậu thời gào lên, mấy người bắt cậu ta cho tôi hỏi xem tiền giấu ở đâu. Ông ta vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt lóe lên. Lê Văn Vân vốn đứng ở cửa đã đứng ngay trước mặt. Tay cầm dao của ông ta bị Lê Văn Vân nắm lấy, cơn đau khủng khiếp truyền đến từ cổ tay. A, à, lâm mậu thời hét thảm một tiếng. Ông trêu chọc ai không được, lại cứ thích tới trêu chọc tôi. Lê Văn Vân khẽ cười một tiếng, cổ tay dùng sức nói ông chọc phải người không nên chọc rồi audio điện tử võ tấn bền. Cậu, cậu là loại người gì vậy, cậu? Chấm ngoặc kép, lâm mậu thời có cảm giác cổ tay của mình sắp bị bóp nát. Lúc này mấy người trong phòng cũng đầy mặt hoảng hốt, bọn họ hoàn toàn bị dọa tại chỗ. Vừa rồi Lê Văn Vân lóe lên ngay trước mặt bọn họ, tốc độ kia hoàn toàn chỉ như tàn ảnh, thậm chí ánh mắt bọn họ còn không theo kịp. Len keng, con dao trong tay lâm mậu thời rơi xuống đất, âm thanh này khiến những người khác giật mình tỉnh lại, có người muốn làm điều gì đó, song trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đều không dám hành động. Nguyên nhân là vì Lê Văn Vân trực tiếp cắt đứt dây thừng trên người lâm nhã, tay không phá nát. Tình cảnh này, bọn họ chỉ mới nhìn thấy trên TV, mà hiện tại, tình cảnh này đang diễn ra trước mặt bọn họ. Đi theo tôi, Lê Văn Vân dùng một tay kéo lâm mộ thời, tay còn lại đỡ lâm nhã. Trong nháy mắt lâm nhã được cứu, Cô không nhịn được mà ôm lấy Lê Văn Vân. Cảm nhận được xúc cảm trước ngực, Lê Văn Vân cười nói, "Không sao rồi, sau này người này sẽ không trở lại quấy rầy cô nữa, tôi sẽ đưa ông ta đến nơi khác." Lâm Nhã theo bản năng cho rằng Lê Văn Vân sẽ tống ông ta vào trong tù, cho nên cô gật đầu nói, "Cảm ơn anh, Lê Văn Vân, cảm ơn." Lê Văn Vân xoa đầu cô ta nói, "Đi thôi." Những người khác nhìn thấy Lê Văn Vân muốn đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này bọn họ chợt phát hiện có tiếng xe vang vọng bên ngoài, ngoài cửa, một dãy xe đen lái tới, ngay sau đó cửa xe mở ra, không ít người mặc đồ đen ảo xuống. Đây là người Lê Văn Vân gọi tới trước, để tránh rắc rối, anh trực tiếp bảo người gác đêm tới giải quyết những người này, kẻ khả nghi bắt cóc vơ vét tài sản, đánh xong rồi tống vào tù một thời gian. Sau khi người gác đêm xử lý bọn họ xong sẽ chuyển giao cho cảnh sát. Lê Văn Vân kéo Lâm Mậu Thời đi xuống, lúc này, một giọng nói oán giận vang lên. con bà nó, một đám côn đồ mà anh cũng bảo chúng tôi đến giải quyết. Lê Văn Vân theo tiếng nhìn lại, Phó Vũ vừa hùng hùng hổ hổ nói, vừa đi về phía Lê Văn Vân. Sau khi nhìn thấy Phó Vũ, Lê Văn Vân tiện tay ném Lâm Mậu Thời đến người khác chuyển giao cho cảnh sát. người này mang về căn cứ nhốt. hôm nào tôi sẽ dẫn ông ta đến khu tội ác chơi. nghe đến mấy chữ khu tội ác, Lâm Mậu Thời ngẩn người, không biết vì sao chỉ một cái tên đã đủ khiến sống lưng ông ta toát mồ hôi lạnh. Ông ta nhìn về phía Lâm Nhã, đang định nói chuyện, Phó Vũ liền mắng, cầm miệng cho tao. Nói xong, anh ta trực tiếp đánh một nhát vào cổ ông ta, cả người Lâm mậu thời mềm nhún, ngã trên đất. Được rồi, Phó Vũ khoát tay với Lê Văn Vân, vừa rồi anh ta mới biết Lê Văn Vân muốn đi đối phó SD Hotsis. Anh ta thở dài một hơi nói, này cậu nhóc, phải cẩn thận đấy, nhớ phải còn sống trở về. Lê Văn Vân cười đáp, "Yên tâm đi." Nói xong, anh nhìn về phía Lâm Nhã ở bên cạnh đầy mặt nghi hoặc nói, "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà, ngày mai cô cứ đi làm như thường là được, còn về ông ta và những người này, tôi sẽ giúp cô xử lý tất cả." Lâm Nhã gật đầu, ngoan ngoãn đi bên cạnh Lê Văn Vân, mãi đến khi lên xe, cô ta mới nhìn Lê Văn Vân, muốn nói lại thôi. Lê Văn Vân thôi cười nói, "Tôi biết cô chắc chắn có vấn đề muốn hỏi tôi." cô cứ trực tiếp hỏi đi, tôi đều nói cho cô biết. Lâm Nhã cắn răng rồi mới gật đầu nói, trước đó anh đi làm tại tập đoàn Trí Đạt, thật ra cũng biết chuyện của ông ta nhỉ. Phải, Lê Văn Vân gật đầu. Anh, rốt cuộc là người thế nào? Lâm Nhã không nhịn được hỏi. Lê Văn Vân trần chờ một hồi, sau đó thở dài một hơi nói, tôi có thể nói cho cô biết, nhưng cô không thể cho bất cứ kẻ nào biết. Tôi thề, Lâm Nhã đáp. Lê Văn Vân không giấu giếm nữa, anh biết, sự tồn tại của người gác đêm sẽ chẳng che giấu được bao lâu nữa, dù sao hiện tại tiêm quỷ rơi càng lúc càng thường xuyên, sớm hay muộn cũng có một ngày, những người bình thường này sẽ biết. Đối với người gác đêm mà nói, bọn họ không muốn khiến xã hội khủng hoảng, có thể giấu được ngày nào hay ngày nấy. Nhưng nếu Lâm Nhã đã hỏi, Lê Văn Vân đương nhiên không muốn giấu giếm, anh kể cho Lâm Nhã nghe về sự tồn tại của người gác đêm. Lâm Nhã nghe xong cũng không mấy kinh ngạc giống như cô ấy đã từng nghĩ đến chỉ cười khổ nói chúng ta quả nhiên không phải người cùng một thế giới lê văn vân nhìn cô ấy trong lòng có chút bất đắc dĩ anh không ngốc có thể cảm nhận được tâm tư của lâm nhã đối với mình nhưng đúng như lâm nhã nói bọn họ không cùng một thế giới cho dù lê văn vân có ấn tượng không tệ đối với lâm nhã cô gái này biết vươn lên biết cố gắng tuổi còn rất trẻ đã gánh vác gia đình trên vai thế nhưng anh cũng hiểu rõ hai người không có khả năng cùng tiến bước với nhau đừng nghĩ nhiều trở về ngủ một giấc tất cả chuyện hôm nay sẽ trở thành quá khứ ngày mai nên đi làm thì cứ đi làm lê văn vân cười nói ừm um, lâm nhã gật đầu nói bất kể anh chấp hành nhiệm vụ gì thì phải sống sót chỉ cần anh đến yên kinh tìm tôi bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ tới gặp anh lê văn vân mỉm cười không nhịn được lại xoa đầu cô ấy xe chạy nhanh trên đường lớn bên trong xe chìm vào im lặng mà bên ngoài xe là đô thị phồn hoa, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu, vô cùng náo nhiệt. chương 1022, qua loa. Lê Văn Vân chở Lâm Nhã đến trước cửa nhà cô ấy, còn xe của cô ấy thì ngày mai người gác đêm sẽ đưa cô ấy đến công ty tập đoàn Trí Đạt. Xe chạy đến trước cửa, Lâm Nhã bước xuống từ ghế phụ, nhìn Lê Văn Vân, mặt mày đỏ bừng nói, Lê Văn Vân, tôi có thể ôm anh được không? Lê Văn Vân sửng sốt, tất nhiên anh sẽ không từ chối yêu cầu vô lý như vậy của người đẹp anh bước xuống xe lâm nhã nhẹ nhàng ôm lấy lê văn vân rồi tựa lên bả vai của lê văn vân nói tạm biệt ừm um, tạm biệt lê văn vân cười đáp tôi sẽ nhìn anh rời đi lâm nhã buông lê văn vân ra lê văn vân quay về ghế lái vẫy tay với lâm nhã đang đứng ở bên ngoài rồi khởi động xe nhìn chiếc xe dần đi xa trong mắt lâm nhã lấp lánh nước mắt cô ấy không biết bắt đầu từ khi nào mình đã nảy sinh thiện cảm với lê văn vân nhưng cô ấy lại biết rất rõ hai người không thể đến với nhau trong lòng hơi bất đắc dĩ đợi xe rời đi rồi lâm nhã mới xoay người lại khẽ vung nắm đấm của mình nói lâm nhã mày phải cố gắng lên mày nhất định có thể quên anh ấy cố lên mày còn phải chăm sóc mẹ và làm việc thật chăm chỉ nữa tại sao phải quên chứ sau này cô ở bên cạnh cậu ta không tốt hơn à đúng lúc này bên tai cô ấy bỗng vang lên một giọng nói lâm nhã nhất thời sửng sốt cô ấy quay đầu lại thì phát hiện một người đàn ông phương tây có vẻ ngoài lịch lãm tay cầm gậy ba tong mặc vest mang giày ra ôm một cuốn sách đang đứng ở gần đó mỉm cười nhìn cô ấy ông là lâm nhã sửng sốt tôi tên là tiến sĩ T, tôi có thể khiến cô trở thành người như lê văn vân thậm chí còn lợi hại hơn cả cậu ta tiến sĩ tê cười hít mắt nói rồi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho lâm nhã nói cô đừng vội từ chối mà hãy suy nghĩ kỹ càng rồi nói cho tôi biết đây là danh thiếp của tôi cô có thể đến trường đại học yên kinh để tìm tôi lâm nhã ngơ ngác nhận lấy tấm danh thiếp còn chưa kịp hoàn hồn lại thì tiến sĩ t ở trước mặt cô ấy đã đột ngột biến mất nếu không phải tấm danh thiếp trong tay cô ấy là thật cô ấy sẽ cho rằng mình đã nảy sinh ảo giác lê văn vân vừa lái xe vừa gọi cho minh sùng Nói cho anh ta biết mình đã đến Yến Kinh, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lời đề nghị của Minh Sùng là đi ngay bây giờ. Rõ ràng, anh ta đã hoàn toàn nóng lòng muốn kết liễu Hotzis. Lê Văn Vân quay đầu xe, chạy về phía sân bay, đồng thời gọi cho Bành Hàn Đông trước, bảo người của công ty ngày mai đến sân bay lấy xe, rồi gọi cho Phó Vũ, bảo anh ta chờ Lâm Mậu thời mậu đến sân bay. Một tiếng sau, Lê Văn Vân đang chờ đợi ở lối đi đặc biệt của sân bay quốc tế Yến Kinh rất nhanh, anh đã nhìn thấy Minh Sùng đang đi về phía bên này. Minh Sùng vừa đến đã ném thẳng phá không và vô danh cho Lê Văn Vân nói, máy bay đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, chúng ta đi thôi, rồi lên xe ngủ một giấc, sau khi đến khu tội ác thì mau chóng giải quyết hot seas rồi quay về, tôi cảm thấy cuộc xâm lược toàn diện của bọn tiêm quỷ ngày càng đến gần. Đợi một lát, tôi vẫn còn đợi một người, tôi muốn đưa anh ta đến khu tội ác, Lê Văn Vân nói. Minh Sùng sửng sốt, rồi gật đầu, rất nhanh, Phó Vũ đã đưa người đến, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân và Minh Sùng, anh ta liền chào hỏi Minh Sùng, Ngài Minh. Minh Sùng khẽ gật đầu, coi như đáp lại anh ta. Phó Vũ lại nhìn Lê Văn Vân nói, cậu hãy chú ý an toàn, gần đây đều là mấy con tiêm quỷ xanh đáp xuống, nên chúng tôi có thể giải quyết, hai người cứ yên tâm đi đối phó Hot Lê Văn Vân cười nói, ừm, chúng tôi sẽ quay về, anh cũng phải cẩn thận một chút. Sau khi hàn huyên vài câu, lê văn vân liền vác lâm mậu thời đang mê man lên máy bay sau khi cố định lâm mậu thời lên ghế máy bay lê văn vân cũng tự mình ngồi xuống nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát dù gì từ đây bay qua đó cũng phải mất mười mấy tiếng đồng hồ máy bay lại khởi động đây là lần thứ ba trong đời lê văn vân đến khu tội ác minh sùng nhìn ra ngoài cửa sổ nắm chặt hai thanh đao trong tay không hề chợp mắt cũng không biết đang nghĩ gì nữa Cùng lúc đó, Trác Nhất Minh và Vương Hồng đang ngồi trong tổng bộ của người gác đêm. Gần đây hai ông lão rất nhàn nhã, mặc dù tiêm quỷ liên tục đáp xuống, nhưng ám võng và bộ phận tác chiến của người gác đêm phối hợp với nhau khá ăn ý, tạm thời người bình thường vẫn chưa biết đến sự tồn tại của tiêm quỷ. Hai ông lão nhàn nhã vui vẻ, ngày nào cũng lướt đôi anh ngắm người đẹp, tâm trạng cực kỳ tốt. Tất nhiên, nếu không có tiểu ma nữ kia ở đây thì càng tốt. Dầm! lúc hai người đang ngồi uống trà, cửa phòng nhất thời bị người khác đá văng. Lê Văn Vân đi đâu rồi? Một người đẹp mặt tròn chạy vào trong nói, chẳng phải hai ông đã nói Lê Văn Vân sẽ nhanh chóng trở về à? Bây giờ đã hơn 20 ngày rồi, nhưng người đâu? Anh ta định đào hôn đúng không? Vũ thâm à, Vương Hồng nói một cách sâu xa, con gái phải dè dặt một tí, tôi cảm thấy cô nên quay về Du Châu sẽ tốt hơn. Tạm thời Lê Văn Vân sẽ không quay về đây, hơn nữa cái đó hôn ước giữa cô và lê văn vân không thể tính được tôi mặc kệ lý vũ thấm nói ngược lại anh ấy đã nói rồi nếu anh ấy còn sống sẽ cưới tôi chúng tôi đã trao đổi vật đính ước rồi tôi nhất phải kết hôn với anh ấy vương hồng cực kỳ đau đầu cậu ấy đã đến khu tội ác rồi vương hồng thấy mình không thể giấu giếm được nữa nên quyết định từ bỏ việc khuyên nhủ ngả bài với cô ta lý vũ thấm nhất thời sáng mắt nói vậy ông cử người đưa tôi đến khu tội ác đi tôi mặc kệ, tôi phải gặp được Lê Văn Vân, bằng không tôi ở đây quấy rầy hai người. Chắc nhất Minh cao mày nói, vũ thấm, thế này đi, tôi sẽ làm chủ cho cô, nếu cô phiên dịch toàn bộ ngôn ngữ của tiêm quỷ cho chúng tôi hiểu, tôi sẽ đồng ý với cô, bảo Lê Văn Vân lấy cô, nếu cậu ta không dám lấy, tôi sẽ đánh gãy chân cậu ta. Là ông nói câu này đấy nhé, Lý Vũ Thấm nói. Đúng vậy, là do tôi nói. Trác nhất minh nói nhưng tiền đề là trước đó cô phải quay về phiên dịch cho xong tôi lý vũ thấm nhất thời sáng mắt về cơ bản tôi đã ghi chép rõ ngôn ngữ của tiêm quỷ rồi cái gì trác nhất minh sửng sốt trên mặt lý vũ thấm hiện lên vẻ gian xảo nói à bởi vì ngày nào cũng nhớ tới lê văn vân nên tôi đã quên mất lần này tôi tới đây là để nói cho hai ông biết chuyện này tôi cũng mang tài liệu đến đây rồi trác nhất minh và vương hồng liếc nhìn nhau Trác nhất minh vỗ chán của mình, nhìn gương mặt giống như tiểu hồ ly của Lý Vũ Thấm nói, chúng ta đã quá qua loa rồi. Bây giờ ông có thể đưa tôi đi tìm anh ấy rồi chứ? Lý Vũ Thấm hỏi. Được rồi, chắc nhất mình quyết định sẽ đưa tiểu yêu tinh này đi. Ông ta ấn một cái chốt ở trên bàn nói, Lữ Dương, cậu tới đây một lát. Hả, ông đã đồng ý cho tôi đi đến khu tội ác rồi ư? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lữ Dương, ông phải để cho tôi đi đến đó, tôi phải bổ một đao chém chết hot sis. Được, tôi đồng ý, cậu mau đến đây đi. Chắc nhất minh vô cùng đau đầu nói. chương 1023, nhảy xuống đi. Cứ thế ở tổng bộ người gác đêm hệ hoa, cũng có một chiếc máy bay cất cánh bay tới khu tội ác. Lê Văn Vân không hề hay biết tình hình bên này, mà đang ở trên máy bay ngủ một giấc tầm 4-5 tiếng đồng hồ, rồi bị một giọng nói đánh thức. Đây là đâu? Lâm Mậu Thời bị đánh ngất xỉu tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên máy bay, hơn nữa toàn bộ máy bay đều trống trải, ông ta liếc nhìn xung quanh nửa ngày trời mới nhìn thấy Lê Văn Vân đang ngủ ở gần đó. Lê Văn Vân, mày định dẫn tao đi đâu vậy? Lê Văn Vân, rốt cuộc mày muốn làm gì? Lâm Mậu Thời sắp phát điên rồi. Lê Văn Vân bị đánh thức, nên xoay người lại nhìn Lâm Mậu Thời, rồi mỉm cười, đi đến bên cạnh Lâm Mậu Thời, nhìn ông ta từ trên xuống dưới hỏi, thật ra tôi cũng rất muốn hỏi ông, lâm nhã có phải là con gái ruột của ông hay không tại sao ông lại làm ra những chuyện như vậy đối với cô ấy chuyện này liên quan gì đến mày đây là chuyện của gia đình tao lâm mậu thời nghiến răng nghiến lợi nói mày thả tao ra hai ông đúng là tên cặn bã từ đầu đến cuối tôi sẽ đưa ông đến một nơi rất thích hợp với ông lê văn vân chẳng muốn bận tâm đến ông ta lâm mậu thời sửng sốt nghiến răng nói lê văn vân mụ nội nó, mày làm như vậy là phạm pháp. Xì, Lê Văn Vân cười diễu cợt, bây giờ ông đã biết phạm pháp rồi à, tốt nhất là ông hãy ngậm mồm vào cho tôi, bằng không bây giờ tôi sẽ đấm ông hai cái ngay đấy. Lâm Mậu Thời thấy Lê Văn Vân không giống như đang nói đùa, hơn nữa xung quanh cũng không có ai có thể giúp đỡ ông ta, do đó ông ta đành phải nghiến răng không dám nói gì nữa. Lê Văn Vân quay lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục ngủ một giấc. Bảy tám tiếng nữa lại trôi qua, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới nhắc bọn họ đã đến nơi rồi. Lê Văn Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên bên dưới là hòn đảo đang nổi trên biển. Lê Văn Vân mang dù vào, rồi đi tới bên cạnh Lâm Mậu Thời, túm ông ta đứng dậy. Lâm Mậu Thời nhất thời tê ra đầu hỏi, mày muốn làm gì? Lê Văn Vân cười hì hì nhìn ông ta, còn Minh Sùng thì đi đến bên cạnh mở cửa khoang ra. Ở độ cao hơn 10.000 mét, không khí lạnh đột một lùa vào khoang máy bay, sắc mặt của lâm mậu thời đã điên cuồng thay đổi ông nhảy xuống đi sau khi đi đến bên mép máy bay lê văn vân liền đá vào người lâm mậu thời nhảy xuống ư sắc mặt của lâm mậu thời đã tái mét nếu nhảy xuống từ độ cao này chắc chắn sẽ mất mạng tao không nhảy ông ta nắm chặt bên hông sống chết không chịu nhảy xuống minh sùng cau mày dứt khoát sách lâm mậu thời lên rồi đá thẳng ông ta ra khỏi cửa ồn ào quá Nguyên Sùng buồn bực nói, á, cứu tôi với. Tiếng hét tuyệt vọng của Lâm Mậu Thời ngày càng xa, Lê Văn Vân khẽ cười, rồi nhảy xuống theo. Tất nhiên, Lâm Mậu Thời sẽ không chết, nhưng chắc chắn ông ta sẽ sợ hãi đến mức tuyệt vọng. So với những chuyện mà ông ta đã làm với Lâm Nhã, Lê Văn Vân cảm thấy chút trừng phạt này vẫn quá nhẹ đối với ông ta. Anh từ trên trời rơi thẳng xuống dưới, lúc chân khí đang bùng nổ, anh nhanh chóng đến gần Lâm Mậu Thời. Á, à, á, à, tiếng hét của Lâm Mậu Thời cứ vang vẳng bên tai Lê Văn Vân. Lê Văn Vân vừa đến gần, trên mặt đã sắp cười tươi như hoa, chỉ trong vài phút, bây giờ trong lòng Lâm Mậu Thời đã tràn đầy tuyệt vọng. Mắt thấy hòn đảo bên dưới ngày càng gần, đến khi chỉ còn cách mặt đất tầm 100 mét, Lê Văn Vân mới phóng chân khí ra, lao thẳng đến bên cạnh Lâm Mậu Thời, vừa túm lấy Lâm Mậu Thời vừa mở dù ra. Bây giờ không biết vì lạnh hay sợ hãi, mà cả người Lâm Mậu Thời đang run lẩy bẩy. Lê Văn Vân đáp xuống bãi cát một cách vững vàng, rồi khẽ cười, ném Lâm Mậu Thời xuống bãi cát. Lâm Mậu Thời nằm trên bãi cát hét lớn, bây giờ trên người ông ta đang hoàn toàn bộc lộ niềm hưng phấn khi sống sót sau tai nạn và nỗi sợ ban nãy, ông ta nhìn Lê Văn Vân, không biết người trước mặt có phải là Lê Văn Vân hay không. Đúng lúc này, Minh Sùng cũng đáp xuống bên cạnh ông ta. Anh ta phủi nhẹ lớp bụi trên người nói, "Chúng ta đi thôi." Lê Văn Vân gật đầu, mang theo đao phá không và đao vô danh lên lưng, phất lờ Lâm Mậu Thời, xoay người tiến về phía trước. Anh bỏ mặc Lâm Mậu Thời ở lại nơi này, để ông ta tự sinh tự diệt. Ở khu tội ác, với tính cách của ông ta, có lẽ sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ mất một lớp da. Lâm Mậu Thời thấy Lê Văn Vân phất lờ mình định rời đi thì nhất thời sửng sốt, rồi ngạc nhiên nói, mày, thả tao đi ư, ừm, um, ông hãy tự sinh tự diệt đi, Lê Văn Vân khẽ cười nói, đúng rồi, tôi nhắc nhở ông câu. Nơi này tên là khu tội ác, đây là thiên đường của ông, bởi vì nơi này không bị luật pháp ràng buộc, mà ai mạnh hơn người đấy nói lý, tất nhiên người yếu hơn, rất có khả năng sẽ mất mạng. Nể tình ông là bố của của Lâm Nhã, nên tôi chỉ nói đến đây thôi, còn cuối cùng ông có thể sống sót hay không thì phải dựa vào số mệnh của ông. Sứt lời, anh và Minh Sùng cùng đi về phía đường cái. Vẫn như thường lệ, bọn họ đứng đợi trên đường cái chẳng mấy chốc đã có một chiếc xe chạy tới minh sùng ngăn xe lại trước khi người trong xe định ra tay anh ta đã kéo bọn họ ra khỏi xe ném sang một bên rồi ngồi vào ghế phụ hỏi cậu biết lái xe chứ lê văn vân nhìn minh sùng cảm thấy hơi buồn cười câu nói dùng hành động thay lời nói như được sáng tác riêng cho minh sùng lê văn vân ngồi vào ghế lái chạy về phía khu tội ác chúng ta đến thẳng chỗ của hot à? lê văn vân hỏi ừm um, chúng ta cứ đến thẳng đó tìm ông ta đi trong thành phố có rất nhiều tai mắt của ông ta nếu chúng ta ở lại trong thành phố ngược lại sẽ bị ông ta phát hiện ra không bằng đến thẳng nhà ông ta giết người xong rồi rời đi minh sùng lạnh nhạt nói lê văn vân liếc nhìn minh sùng gật đầu nói cũng có lý nhưng tiếc rằng chúng ta vẫn phải lênh đênh trên biển một quãng thời gian dài minh sùng cau mày nói hết cách rồi lần này tôi định dẫn người của minh giáo ra ngoài bên ngoài đang cần nhân lực nhưng chỉ thu nhận người từ cao cấp trở lên rồi sắp xếp bọn họ vào trong người gác đêm hả lê văn vân cao mày nói sắp xếp bọn họ vào trong người gác đêm ư nhưng trong đám những người này có rất nhiều người có bối cảnh phức tạp nếu sắp xếp vào trong người gác đêm chưa chắc đã là chuyện tốt thậm chí còn có khả năng trở thành nội ứng của hồng nguyệt bây giờ tôi không nghĩ được nhiều như vậy chủ yếu là vì chúng ta đang quá thiếu người có thể thu nhận được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi từ từ tiến hành sàng lọc, đến lúc đó sẽ tự khắc chứng minh trên người bọn họ có hình xăm hoa sen hay không." Minh sùng trầm ngâm nói. Lê Văn Vân gật đầu nói, "Cũng được, trước tiên cứ giải quyết Hotzis đã." Xe từ từ tiến về phía trước, chạy tới khu tội ác. Bọn họ vừa mới rời đi, tầm 20 phút sau, lại có hai bóng người cũng đáp xuống một bãi cát khác. Hai người này bao gồm một nam một nữ người phụ nữ có gương mặt tròn nhưng rất xinh đẹp, còn người nam thì hơi ngăm đen, mặc một chiếc quần đi biển, chân mang dép lào. Mẹ kiếp, nơi này là khu tội ác à, anh ta phủi lớp bụi trên chiếc ba lô, bên trong là bộ đồ chiến đấu của anh ta, ngoài ra còn có một khẩu súng rất dài. Đi thôi, chúng ta đi vào trong xem sao. Cô gái mặt tròn hưng phấn nói, chúng ta phải mau chóng tìm được Lê Văn Vân. chương 1024, cho ông ba sự lựa chọn xe từ từ tiến về phía trước chẳng mấy chốc đã đến khu đông của người gác đêm so với những nơi khác lê văn vân rất quen thuộc ở khu đông nên anh đã vô thức chọn khu đông để tiến vào thành phố mới đầu vẫn là con phố ổ chuột ở khu đông này sau khi lê văn vân đi vào đã quan sát xung quanh phát hiện rõ ràng người ở trên con phố này đã cười nhiều hơn trước mặc dù bọn họ có thể tùy ý rời khỏi khu tội ác nhưng chỉ có bao nhiêu tàu đó dù tăng thêm tàu chở hàng cũng khó mà đưa hết người ở khỏi khu tội ác ra ngoài chỉ trong một lần, bởi vì muốn lên tàu thì phải có vé. Mà vé tàu Hotzis thu không phải là tiền tệ bình thường ở chỗ bọn họ. Hệ thống tiền tệ của khu tội ác đều do Hotzis đặt ra, hơn nữa tiền tệ ở đây không thể lưu hành ra bên ngoài, do đó số đồng tiền này chỉ là giấy vụn đối với ông ta. Muốn lên thuyền rời đi thì phải có nhiều bảo vật, đồ cổ hay đao nổi tiếng gì cũng được, miễn sao có thể đổi nhiều tiền ở bên ngoài mới được rời đi nhưng dù là vậy vẫn có rất nhiều người đổ xô đến, hầu hết mọi người đều đã chịu đựng đủ thành phố này, miễn sao có thể rời khỏi nơi này quay về cuộc sống bình thường, dù phải tán ra bại sản cũng không thành vấn đề. Tất nhiên, đa số người có thể rời đi trước đều là các thế lực lớn ở khu tội ác. Một số người đã quen với cuộc sống ở thành phố này, cũng không có ý định rời đi, khu tội ác không lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, dân số ở bên trong cũng gần 700.000 người. Lê Văn Vân nhìn thấy một số người quen mà mình từng quen biết, nhưng anh không hề có ý định đi xuống chào hỏi, có lẽ ở trong xe sẽ không bị người khác nhìn ra, ngược lại nếu anh bước xuống xe, rất dễ bị người khác nhận ra. Mà con phố ổ chuột này cũng đang là tổng căn cứ của Minh giáo, có rất nhiều người cầm vũ khí ở đây. Bây giờ ở khu tội ác, danh tiếng của Minh giáo cực kỳ lớn, đao ba là siêu cấp, cộng thêm trước đây còn một mình đánh bại khu Bắc, bây giờ rất nhiều người đều truyền tai nhau rằng đao ba thật thần kỳ thành phố này minh sùng than thở có lẽ nó sẽ nhanh chóng lọt vào tầm mắt của công chúng thật ra mạng lưới ở đây đã kết nối với bên ngoài nhưng chỉ có hot mới có thể sử dụng đợi hot chết rồi người gác đêm hoặc các thế lực khác sẽ đến sắp xếp lại trật tự nơi này lê văn vân gật đầu nói hết cách rồi rất nhiều người lợi hại đều tới thành phố này bây giờ áp lực của tiêm quỷ ngày càng lớn chúng ta chỉ có thể mau chóng tiêu diệt sạch sẽ người của hồng nguyệt lúc nói Xe của bọn họ đã xuyên qua khu đông, đến thẳng trang viên nằm ở trung tâm thành phố. Tầm nửa tiếng sau, xe của bọn họ đã đến gần trang viên, Lê Văn Vân nhướng mày nói, canh phòng chặt chẽ như vậy ư? Đúng vậy, trước toàn bộ trang viên đang tập hợp hai ba tốt người. Hotzis là người tỉ mỉ, có lẽ ông ta đã nghĩ đến việc sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện ở bên ngoài, sẽ đến đây gây sự với ông ta. Minh sùng thở dài nói, cậu định thế nào? Tôi ư lê văn vân liếm môi nói không bằng chúng ta xông thẳng vào trong chém giết đi minh sùng cực kỳ thích thú nhìn lê văn vân nói tôi cũng có ý đó bản thân anh đang cùng cấp bậc với hot Seeds. bây giờ anh ta cũng không thể nói trước rốt cuộc lê văn vân đang ở cấp bậc nào nhưng anh ta cảm thấy với sức chiến đấu của bọn họ trừ phi đạt đến số lượng nhất định bằng không siêu cấp bình thường rất khó ngăn cản bọn họ vậy thì chúng ta vào trong thôi lê văn vân đánh tay lái chiếc xe xoay một vòng nhắm thẳng vào trang viên của hotzis lê văn vân liền đạp chân ga chiếc xe lao thẳng vào trong trang viên của hotzis trước cửa trang viên của hotzis có rất nhiều người có người chú ý tới chiếc xe đang lao đến vẻ mặt ngưng trọng đồng loạt rút dao ra dầm lúc chiếc xe sắp lao đến cửa xe bỗng mở ra hai bên lê văn vân và minh sùng cùng nhảy ra khỏi xe lao thẳng về phía đám người đang đứng trước cửa rõ ràng đám người này là người của hồng nguyệt cũng chính là người đã ngăn cản mấy người minh sùng hồi trước, không muốn cho bọn họ rời khỏi khu tội ác. Cả hai đều không hề nương tay, bọn họ không rút đao ra, mà dứt khoát dùng nắm đấm, hạ gục từng người một, chỉ trong tích tắc, đám người ở trước cửa đã ngã xuống đất. Trong trang viên, sắc mặt của Hot Seas khẽ thay đổi, một tay cầm lấy thanh trường kiếm kỵ sĩ đang để ở gần ông ta, nhìn ngài mặc ở bên cạnh nói, bọn họ tới rồi. Ngài mặc thở dài, nắm chặt thanh trường kiếm màu xanh thẳm của mình, từ từ thở hắt ra nói, quả thật Minh Sùng và Lê Văn Vân đã tới đây rồi. Nếu bọn họ chết tại đây, người gác đêm sẽ tổn thất rất lớn. Hotzie kéo một thứ ở bên cạnh, tiếng còi báo động bắt đầu vang lên khắp khu tội ác. Cũng giống như lần đầu tiên, sau khi còi báo động vang lên, trong khắp thành phố, rất nhiều người chạy ra khỏi nhà của mình, người thì lái xe, người thì chạy bộ, nhanh chóng tiến về phía quảng trường Trang Viên ở trung tâm. Đồng thời trong toàn bộ Trang Viên đám người cảnh gác bắt đầu bao vây về phía cửa. Ở trước cửa, sau khi Lê Văn Vân và Minh Sùng giải quyết xong đám người gác cửa thì không hề gấp gáp xông vào trong cửa chính, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh. Đám đông liên tục tập hợp, bao vây thành nhiều lớp. Nhưng trong phạm vi 50 mét của Lê Văn Vân và Minh Sùng, lại không có ai dám bước vào, bọn họ nhìn hai người ở trước mặt bằng vẻ mặt cảnh giác. Bọn họ đã từng giao đấu với Minh Sùng, Trước đây Minh Sùng đã đánh ngang ngửa với Hotzis. Cộng thêm bây giờ tin tức Lê Văn Vân đang đứng thứ ba trong thiên bảng đã lan truyền khắp thế giới ngầm. Hai người này chính là cỗ máy giết người. Tất nhiên, bọn họ vẫn đang tìm kiếm những người khác. Lê Văn Vân mang song đao đứng ở đó, ánh mắt nhìn về phía đỉnh một tòa nhà nào đó. Hotzis và ngài mặc đều đang đứng ở trên đó. Hotzis cầm một ly rượu vang ở trong tay, khẽ nhấp một ngụm nói, ngài Minh, chúng ta đã đạt được thỏa thuận tôi đã thả các cậu rời đi, cậu cũng đồng ý dẫn người của khu tội ác rời khỏi đây. Bây giờ cậu làm vậy là có ý gì? Cậu định nuốt lời à? Dứt lời, ông ta lại nhìn về phía Lê Văn Vân, thở dài nói, Lê Văn Vân, tôi vốn cho rằng chúng ta là bạn bè, không hề có xung đột lợi ích, cần gì phải đấu đá lẫn nhau như thế. Lê Văn Vân nhướng mày nhìn Hot cười híp mắt nói, đúng vậy, tôi cũng từng cho rằng tôi sẽ được mài rũa nhiều nhất từ ông. Nếu ông đứng ở góc độ trung lập, có lẽ tôi sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến ông, nhưng ông lại đâm một dao sau lưng chúng tôi. Tôi cảm thấy hạng người như ông còn đáng ghét hơn cả tiêm quỷ, vì ông mà vô số đồng nghiệp của tôi đã bỏ mạng, tất cả đều là trách nhiệm của ông. Nói thế nào chúng ta cũng phải tính món nợ này chứ. Anh nhìn Hot cười híp mắt nói, tôi sẽ cho ông ba sự lựa chọn. Đầu tiên, ông hãy cùng tôi đến chân núi Aspen, dập đầu lại những đồng nghiệp đã chết của tôi. Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, rồi tự sát dưới chân núi Aspen. Hai là bị tôi chém đến mức sống dở chết dở, rồi được đưa tới chân núi Aspen. Còn sự lựa chọn thứ ba, Lê Văn Vân liếm môi nói, tôi sẽ chém ngài mặc ở bên cạnh ông, thủ tiêu đám thuộc hạ của ông, rồi cho ông chết một cách sảng khoái. Chương 1025, chính là coi thường ông. Lê Văn Vân, Hotsey cười nói, Lê Văn Vân, quả nhiên cậu vẫn tự tin như vậy, cậu có thể giải quyết tiêm quỷ vàng Tôi thừa nhận có lẽ bây giờ cậu thật sự mạnh hơn tôi một chút, nhưng vậy thì sao chứ? Cậu cảm thấy trong tình huống này, cậu thật sự có thể đánh bại tôi ư? Sao cậu không nhìn lên trời thử xem? Lê Văn Vân nhìn lên trời, lúc này, trên bầu trời có một đốm sáng đang nhanh chóng đáp xuống. Quỷ đỏ ư? Ánh mắt của Lê Văn Vân khẽ dao động. Trên mặt Hotis nở nụ cười nói, đúng vậy, chính là hồng chủ. Đồng thời ông ta cũng lớn tiếng nói, toàn bộ người từ đỉnh cấp trở xuống mau rút ra khỏi quảng trường. Nơi này không nằm trong hẻm núi, không thể nào dựa vào mạng người để lấp hai người, mà đây là một vùng đất trống, một khi Lê Văn Vân và Minh Sùng bùng nổ tốc độ, những người khác sẽ khó mà theo kịp. Do đó, lúc trước ở trong hẻm núi, khó mà sử dụng chiêu đó để đối phó Lê Văn Vân, bọn họ không thể nào sử dụng mạng người để trừ khử Lê Văn Vân và Minh Sùng. Hơn nữa những người chưa tới đỉnh cấp, không có tư cách tham gia vào trận chiến này. Rất nhiều người bắt đầu rút lui. Lê Văn Vân và Minh Sùng cũng không ngăn cản. Ở nơi thiên đường dành cho những người trong thế giới ngầm này, tất nhiên sẽ có không ít đỉnh cấp. Lúc mọi người rút lui, trên toàn bộ quảng trường chỉ còn lại tầm 300 người. "Ha, à, Lê Văn Vân híp mắt nói, trong tay ông cũng có khá nhiều đỉnh cấp đấy." Không chỉ như vậy đâu, Hồng Nguyệt âm thầm phát triển, trăm năm qua có lẽ năng lực tổng thể sẽ thua kém người gác đêm các cậu, nhưng bàn về số lượng đỉnh cấp thì không hề ít hơn người gác đêm các cậu. Đây chỉ là một phần mà thôi, vẫn còn rất nhiều người đã bước vào thế giới của người bình thường. Hotzis nhấp một ngụm rượu vang nói, trong tình huống nhiều đỉnh cấp và siêu cấp ẩn nấp ở bên trong như vậy, cộng thêm tôi, Ngài Mạc và Hồng Chủ, cậu cảm thấy hai cậu có thể đánh bại chúng tôi hay không? Đợi các cậu cạn kiệt sức lực, bên ngoài vẫn còn mấy nghìn võ giả đang chờ đợi chào đón hai cậu đấy. Nếu hai cậu lựa chọn ám sát, có lẽ vẫn có cơ hội, nhưng các cậu cũng biết rõ, muốn ám sát tôi ở nơi này là điều không thể nào. Hotsis nói, do đó, đây là ngõ cụt của các cậu, vậy mà các cậu vẫn tới đây, hơn nữa chỉ có hai người, tôi không biết là các cậu hay chắc nhất mình đang coi thường tôi nữa. Cho nên ông không định đưa ra sự lựa chọn đúng không? Lê Văn Vân thở dài nói, vậy thì, chỉ có sự lựa chọn thứ hai mà thôi. Sứt lời, hai thanh đao sau lưng anh bắt đầu rung lên. Đúng lúc này, các đỉnh cấp trên quảng trường hình thành trận thế cùng tấn công. Lê Văn Vân liếc nhìn bọn họ, rồi khẽ cau mày, trận thế tấn công này khá giống với người gác đêm. Đừng nói nhảm nữa, Minh Sùng hờ hững nói, ngài mặc cứ giao cho tôi, còn cậu đi đối phó với Hot chúng ta phải giải quyết xong bọn họ trước khi tiêm quỷ đó kia đáp xuống. Vụt, sứt lời, tảng đá dưới chân Minh Sùng liền nứt toác, anh ta nhảy vút lên, quần áo trên người nhất thời bung ra, lộ ra trang phục tác chiến màu đen kiểu mới. Hả, Hot nhất thời biến sắc. Ông ta cảm thấy hành động của Minh Sùng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với lần trước đã va chạm với ông ta. Chuyện này là sao? Sắc mặt của Hot nhanh chóng thay đổi. Trang phục chiến đấu kiểu mới có thể tăng lên khoảng 10% trình độ của người gác đêm, với cấp bậc của Minh Sùng và Lê Văn Vân, việc tăng lên 10% này khá đáng sợ ngay cả minh sùng cũng nghĩ bây giờ anh ta một trọi một với hotzis cũng có đủ cơ hội giành chiến thắng đây mới là lý do cơ bản khiến bọn họ dám đến đây chỉ với hai người trên người minh sùng phun trào chân khí nháy mắt đã đến trước mặt ngài mặc đồng thời bổ xong đao xuống hotzis nhanh chóng kéo khoảng cách với anh ta nhưng bị ngài mặc ngăn lại cả người nhanh chóng lao xuống quảng trường ông ta định cùng những đỉnh cấp ở trên quảng trường cùng tấn công minh sùng ánh mắt của Minh Sùng như điện, gương mặt không hề mang theo cảm xúc, giống như thần chết, tay cầm song đao, tiếp tục lao xuống bên dưới. Lê Văn Vân nhìn về phía Hotzis, khóe miệng khẽ cong lên, rút đao phá không ra khỏi vỏ, bay vào trong đám người bên dưới. Minh Sùng nhìn thấy đao phá không của Lê Văn Vân bay về phía bên mình thì khẽ cao mày, nhưng không nói gì, còn Lê Văn Vân thì từ từ rút đao vô danh ra. Hotzis nhìn Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra nói, cậu đúng là cuồng vọng vô tri, không ngờ lại coi thường tôi. Đúng vậy, ý đồ của Lê Văn Vân đã bộc lộ rất rõ ràng, đó là chia ra làm hai, vừa muốn chém chết Hot vừa muốn giảm một phần áp lực nhất định cho Minh Sùng. Chết dưới đao vô danh cũng coi như ông không còn là kẻ vô danh nữa. Để tôi xem thử rốt cuộc trình độ của người đứng thứ hai trong thiên bảng sẽ như thế nào. Sứt lời, Lê Văn Vân liền ấn vào nút lệnh trên trang phục chiến đấu, nháy mắt, Cả người anh đã bay vút lên, lao thẳng về phía Hotzis. Trong mắt Hotzis lóe lên vẻ nghiêm túc, ông ta ném ly rượu xuống đất, hai tay cầm trường kiếm kỵ sĩ khổng lồ, khẽ quát lên, rồi nghênh đón nhảy về phía Lê Văn Vân nói, "Để tôi xem thử rốt của cậu đã đạt đến trình độ nào." Ở bên rìa khu tội ác, một nam một nữ đang mang hai chiếc ba lô khổng lồ từ từ đi tới, rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy một số tòa nhà lữ dương nhìn những tòa nhà thấp bé ở xung quanh nói tòa nhà ở thành phố này không ổn cho lắm cơ sở hạ tầng hơi yếu kém làm thế nào chúng ta mới có thể tìm được lê văn vân rõ ràng lý vũ thấm không có hứng thú quan tâm đến vấn đề cơ sở hạ tầng mà nghiêng đầu hỏi tôi nhớ khu tội ác được chia thành mấy khu đông tây nam bắc không biết nơi này là khu nào để tôi đi tìm người hỏi thử xem lữ dương nói hú 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 đúng lúc này bên tai bọn họ bỗng vang lên tiếng còi báo động lữ dương giật mình nói mẹ kiếp tiếng còi báo động này là sao lý vũ thấm ngủ tiệt lắc đầu rồi nhìn lên trời nói không ổn rồi anh nhìn trời xem có tiêm quỷ sắp đáp xuống rồi lữ dương ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt khẽ thay đổi nói không ổn rồi là tiêm quỷ đỏ không ngờ bây giờ tiêm quỷ lại có thể đáp xuống khu tội ác mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối tôi phải tìm người dò hỏi xem sao suốt lời Đúng lúc này, Lữ Dương vừa khéo nhìn thấy một người ăn mặc giống như hòa thượng đi ra ngoài, nếu lão Bịp đang ở đây, chắc chắn vừa liếc mắt đã có thể nhận ra người này. Vị hòa thượng này chính là người định ra tay giúp đỡ Giản Hưng khi Lê Văn Vân đối mặt với bốn người Giản Hưng hồi trước, nhưng lúc đó đã bị lão Bịp ngăn cản. Vị đại sư này, Lữ Dương rất khách sáo, chạy tới nắm lấy cánh tay của hòa thượng nói, "Cái đó, cho tôi hỏi một lát, bây giờ tôi đang ở khu nào trong khu tội ác?" hơn nữa chuông báo động liên tục kêu lên là sao vậy? Vị hòa thượng đó sừng sốt, ánh mắt rơi vào trường thương trên người Lữ Dương, sắc mặt khẽ thay đổi, đáy mắt hiện lên tia sát ý. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1025